Xin chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Hôm nay thì em lên cho bác là hai cái thớt. Vâng. Đây, hai thớt rời. Đấy, gồm có đây là gì? Thứ nhất thì ở đây bên dưới này là thớt âm ly, kim cả CD. Thớt bên trên là cassette. Đấy. Hai cassette. Hai cassette này thì hiện tại em có vừa lục tìm ở cái bên nhà này mà chả thấy còn cái cassette nào để thử cho các bác. Thì cái này nói chung là em cũng không bao chạy cassette được chưa ạ? Hoặc là cái này gần như là bán con dưới tặng con trên luôn. Đấy. Và ở với cái con Yamaha, có mã ở đây là IST là C1. Này thì nó có cả chế độ chỉnh Equine này. Đấy. Rồi rất là nhiều chế độ chỉnh khác nhau, ví dụ như Equine này hay là các chế độ hiệu ứng âm thanh. Đấy, nó không khác gì một con âm ly to. Đấy, và chất âm của nó tái tạo cực kỳ hay luôn. Đấy, thì cái cách điều chỉnh như thế nào thì em sẽ điều cái video và em sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bác. Còn đây em mời các bác nhìn qua một chút về hình thức này. Đấy. Với công suất ở đây thì được trang bị ở trên Omni là 72W. Vâng. Công suất là 72. Đấy. Con Omni này thì nó liên kết với cả cái cassette này thông qua cái sợi cáp và nguồn nhạc thì sẽ đưa âm ly, đấy, âm ly sẽ xử lý nguồn nhạc và sau đó nó sẽ đưa tín hiệu lên cái con cassette phía trên này, đây, đấy, thì nó sẽ lấy cầu ra từ trên nhé, đấy, tức là tín hiệu đưa vào âm ly dưới này xử lý và đưa lên cái cầu loa trên này thông qua sợi cáp. Đấy, nó nhìn thì nó có vẻ là hơi lằng ngoằng dây điện một tí nhưng mà nó cũng đơn giản thôi. Về ghép dây thì nó sẽ phân biệt loa trái loa phải thì các bác phải kẹp đúng cho em nhé, cầu đỏ với đỏ lên nhé. Đây là hệ thản nhiệt phía trên. À, phía dưới này nó có cả phần FM này. FM này nó đặt ở phần âm ly. Đấy. FM này thì FM 90 nhá, là bắt FM 90. Đấy, thì đây là cơ bản phía sau. Và cái dòng này thì sử dụng điện 100V thì cái này các bác phải lưu ý cho em. Đây là một công suất của âm ly của dòng dàn chung. Rồi, sau đây em sẽ đi vào phần chi tiết hướng dẫn các bác chỉnh nhạc này. Em sẽ cho máy lại gần một chút nhé. Đấy, để nghe thì các bác nhìn rõ. Đấy, em sẽ quay nguyên phần điều chỉnh đấy nhá. Đấy, các bác nhìn cho rõ. Đấy. Ok đúng không ạ? Nghe là các bác nhìn rõ được đúng không ạ? Đấy thì ở đây thì nó sẽ có hệ điều chỉnh này. Đây sẽ là nguồn này. Đấy. Là cái CD cassette này thì bỏ qua nhá. Đấy, ở đây em thử thử CD luôn ra, thử CD trước xem nào. À, CD vẫn đọc. Con này CD vẫn đọc các bác nhá, CD vẫn đọc bình thường. Lấy bài CD em xem nào. Nè. Không phải. À đây lấy bài CD ở đây. CD vẫn chạy các bạn, lách ngoài đây. Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng như gió tìm rằng khi lá như trời cao mong mây trắng em vẫn từng đợi ok vừa nghe nhạc và mình vừa điều chỉnh luôn các bác nhé. Đây em sẽ quay chỉnh cho các bác này. Đấy nhá, thì con này nó có chế độ chỉnh này. Thứ nhất là phía bên này là chỉnh chế độ Equine, gồm có Rock, Pop, rồi Classic, rồi Phone ST, rồi Mobile ST, rồi Lauturen các kiểu này. Rồi phía bên dưới này thì nó là chỉnh hiệu ứng âm thanh. Đấy. Bên này là chỉnh Equine này, bên này là chỉnh hiệu ứng âm thanh này. Đấy, con này nó xịn hơn các con khác. Đó là ngoài chế độ chỉnh Equine thì nó có cả chỉnh hiệu ứng âm thanh.
để nghe cho phù hợp, ví dụ không gian nhà các bác như thế nào thì mình có thể điều chỉnh như thế. Đấy, thì đây chính là cái đẳng cấp của Yamaha nó mang lại cho người dùng. Còn với những cái dòng khác nhá, thì các bác biết rồi đúng không ạ? Nó chỉ có chỉnh chế độ nhạc thôi, nó không có chỉnh hiệu ứng. Thì đấy là cái bất cập. Ví dụ như một cái nhà ống hay là một cái nhà chung cư mà lại có cả không gian bếp thì nó rộng hơn một chút, thì mình muốn chỉnh hiệu ứng làm sao để cho nó phù hợp, nó không bị vọng. Rồi hay là một cái nhà nào đó mà ít đồ gỗ mà nó lại kiểu vang quá thì mình sẽ chỉnh như thế nào. Đấy, thì cái con này nó lại có chế độ điều chỉnh như vậy. Nó chỉnh tức là nó sẽ có ở đây là 4 chế độ hiệu ứng để làm sao để khi phù hợp vào một bất kể một không gian nào. Ví dụ như nhà em ở đây thì nó rất là nhiều đồ gỗ, rất là nhiều loa, thế nên là cái tiêu âm của nó rất là cao, tức là cái độ tức là cái tiêu âm của nó, cái sự phản hồi của một gỗ nó không được tốt. Đấy, thế nên là chất âm nó sẽ bị tiêu tan hết. Thì mình sẽ chỉnh chế độ nào? Đấy, hay là nhà các bác ví dụ nhà ống mà nó bị vang quá thì mình chỉnh ở chế độ nào? Đấy, thì ở đây nó sẽ có nhá. Đấy, 5 chế độ để các bác điều chỉnh. 2, 4, 5 chế độ điều chỉnh. Đấy. Và bên này là, đây em sẽ hướng dẫn này. Ở đây nó có nút remote control này. Đây, à, xin lỗi, đây là nút control nhá, không có remote gì cả. Đây là control này. Các bác nhấn vào control này. Rồi, ok này. Thì cái mũi tên nó nhấp nháy bên này đúng không? Đây, thì con sẽ điều chỉnh này. Đấy. Đây nha, nhấn này. Đây, nhấn đây này, nó sang bên chế độ này này. Cái mũi tên nó chuyển ra bên này nha, nó không nháy nữa này. Thì lúc này là các bác đang ở chế độ chỉnh hiệu ứng này. Em chỉnh hiệu ứng nha. Đấy. Đó. Lúc này thì nhạc là toàn đại đa số tiếng lời lên nhiều. Đó. Cái này thì nó lên thêm cả bass này. Đấy. Đấy, 1, 2, 3, 4. Đó, các bác thấy không ạ? Mỗi một chế độ thì nó sẽ có một hiệu ứng âm thanh cho một hiệu ứng âm thanh khác nhau. Thì mình chỉnh làm sao để cho nó phù hợp với mình thôi. Đây, nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây là chính là 5 hiệu ứng. Còn tiếp tục chuyển sang bên này nhá, thì các bác sẽ chuyển này. Nhấn tiếp một lần remote control này. Sau đó kéo vào cái nữa này. Đấy, rồi mình chỉnh này. À, đây là chỉnh chế độ bass tap. Bass giải, chỉnh bass giải. Đấy, khi mình nhấn này nhá thì nó sẽ chỉnh này. Em vừa quên cách vừa đã ấn vào cái này nè. Em cũng vừa học xong cái này. Để em chỉnh lại cho nó. Ở đây được rồi. Đây, các bạn thấy mũi tên nó sẽ nhảy này. Đấy, các chế độ là khác nhau này. Đó. Đấy, em sẽ chỉnh lại cũng rất một lần nữa này. Đầu tiên là các bác ví dụ mà đang muốn chỉnh chế độ cái gọi là cái chế độ mà hiệu ứng nhá, thì mình sẽ nhấn Control này. Đấy, và hướng. Mũi tên nó đưa sang bên này rồi nhá, đây. Đấy, mũi tên nó sang rồi này, thì mình sẽ điều chỉnh này. Đấy, kéo xuống này, kéo sang này. Đó, 10, 4, 5 này, các bác nhìn nó điều chỉnh không? Đấy, rồi, ví dụ quay lại chế độ chỉnh chế độ gì nhỉ? Đây là Equine này. Thì các bác kéo mũi tên sang này. Đấy. Kéo mũi tên, các bác chỉ việc kéo mũi tên sang thôi nhé. Kéo mũi tên sang và điều chỉnh này. Đấy. Còn các bác mà về chế độ chỉnh ba giải nhá, đây thì nhấn một cái nữa này. Đấy, thì lúc này đang ở ba giải này, thì em sẽ điều chỉnh này. Chỉnh từng giải một này, ví dụ đây là giải bass nhá. Xuống này. Đấy, dìm hết bass xuống này. Đấy, hai cột này là cho giải bass này. Sang tiếp hai cột này cho giải trung này. Đấy. Em dìm hết xuống này. Đấy. Tiếp tục sang ba cột này này. Thì kéo sang là, nói chung là cứ sang cột nào thì bác kéo sang cột đấy nhá. Đấy. Cột này là cột giải tép này.
Đó. Ok chưa? Dìm hết luôn nhá. Thế em muốn đẩy lên này, để thêm lên này. Đó. Đó. Để thêm hết lên này. Để chung lên này. Đấy. Rồi. Đó. Ok. Đấy. Thì đấy là chế độ chỉnh 3 giải nhá. Còn ví dụ ở đây nó có cả Stroop Direct này. Đấy. Đây là về cái chế độ gọi là cân bằng. Đấy, đây nó về cái chế độ cân bằng. Thì mình nhấn Stroop này. Đấy. Thì cái này thì nó có rất là nhiều chế độ chỉnh, thì về các bác có thể nghiên cứu thêm đấy nhá. Đấy. Ok, thì đấy là một chút qua về về cái cách điều chỉnh các bác nhá. Đấy, thì cái con này em nghĩ là một cái sản phẩm rất là hay. Đấy. Có hiệu ứng chỉnh âm thanh này. Rồi có chỉnh EQ này, rồi chỉnh cả hiệu ứng âm thanh này mà các con âm đi khác không được chỉnh được. Và ngoài ra nghe CD cũng rất là hay và các bác có thể kết nối được thêm cả điện thoại này. Đấy, đây là em đang nghe điện thoại này. CD đây. Vẫn chạy CD bình thường. Nói chung em nghĩ là đây là một cái sản phẩm rất là đáng để các bác gọi là nghiên cứu và đầu tư. Đấy, thì con này là con Yamaha, có mã là IST là C1. Đấy, thì giá của con này thì nó bình thường của nó ra thì nó sẽ dao động khoảng là gần 2 triệu. Đấy, tuy nhiên thì em hôm nay gọi là con này em xả đi. Đấy. Lý do xả là gì? Bởi vì nhà em hiện tại thì thực sự các bác là nó đang rất là dồn rất là nhiều hàng về. Đấy, cái cửa hàng như bên kia thì nó rất là to và rộng, nó chứa quá nhiều hàng. Thì bây giờ lại đang dồn về quá nhiều hàng mà nó đang lấy quay, thôi em xả bớt một số sản phẩm đi nhá. Đấy, em cứ vớ cái nào làm xả cái đấy, chứ em không quan trọng là đắt hay rẻ như nào cả. Vớ cái nào làm xả của nó thì bác nào nhanh tay thì may mắn thì được nhá. Vớ được những cái video tốt này thì alo luôn cho em. Đấy, thì con này thì thôi em để các bác giá là 950.000. Em xả cho các bác còn 950.000. Đấy, thì bác nào mà chốt thì nhanh tay alo luôn cho em qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Và con này thì em cũng xin thông báo luôn là em cũng chỉ có một con. Đấy. Em nói thật, cái này em chỉ có đúng một con này. Thế nên là bác nào mà gọi muộn mà hết hàng thì cũng xin thông cảm cho em. Em nói rõ ngay trên video là như vậy. Bác nào gọi muộn thì hết hàng thì xin thông cảm cho em nhé. Đấy. Vâng. Em xin chào các bác.